Xin chào các bạn Tiếp tục với nội dung về các ván cờ theo yêu cầu Hôm nay mời các bạn đến với một kiệt tác của Sebert Taras Một bác sĩ chuyên nghiệp nhưng cũng được coi là một trong những kỳ thủ mạnh nhất thế giới cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 Thậm chí ông còn chiến thắng ấn tượng vua cờ đầu tiên Wilhelm Stennis trong các giải đấu cờ vua Nhưng mà vì bận rộn với công việc tại phòng mạch cho nên là ông đã từ chối thách đấu Stennis Ván cờ hôm nay là một ván cờ khá thú vị khi mà Taras cầm quân trắng chấp một xe đấu với một kỳ thủ có tên là Romberg vào năm 1893. Đây cũng là yêu cầu mà mình nhận được từ bạn Tu Vu Hưu. Có thể là bạn ấy tên là Từ Vũ Hữu hoặc là Vũ Hữu Tú hoặc cũng có thể là Vũ Hữu Tù. Nếu mà bạn Tù có xem được video này thì comment lại tên tuổi rõ ràng cho các bạn được biết nhé. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu ván cờ. Ván này thì Taras được cầm quân trắng đi trước. Ông mở màn với nước tốt E4. Rombert đáp trả bằng nước tốt E5. Tiếp theo thì trắng đi mã F3, đen đi mã C6. Trắng để tốt D4, tấn công tốt đen, hình thành khai cuộc Scott. Tốt đen ăn tốt trắng. Trắng không ăn lại tốt đen mà đi tượng C4. Đen liền đi tượng C5 bảo vệ tốt. Trắng nhảy mã G5 kết hợp với tượng tấn công tốt F7. Đen nhảy mã H6 bảo vệ tốt và chuẩn bị nhập thành. Trắng đi hậu H5 dồn thiên quân để tấn công tốt F7. Đen nhanh chóng nhập thành đưa vua vào vị trí an toàn. Nhưng mà có thật sự là an toàn hay không? Chúng ta cùng theo dõi tiếp. Trắng đẩy tốt F4 dừng cao tốt từ rất sớm. Mà cũng phải thôi. Vì chấp một xe cho nên trắng phải tìm cách hạ gục nhanh tiêu diệt gọn. Chứ càng để lâu thì sẽ càng bất lợi. Đen đi hậu E8 ghim tốt trắng. Trắng liền nhập thành tránh mũi tấn công của hậu đen. Đen đẩy tốt D3 chiếu mở và bắt tốt trắng. Trắng chạy vua H1. Tốt đen ăn tốt trắng, tiếp tục tấn công mã trắng. Trắng chạy mã C3. Đen đi tốt D6 mở đường cho tượng lên G4 để tấn công hậu. Đoán được ý đồ này thì trắng đẩy tốt F5 chặn lại Đen nhảy mã vào E5 tấn công tượng trắng Không thèm chạy tượng Trắng nhảy mã lên D5 Giả vờ dọa ăn vào C7 tấn công đôi cả hậu và xe của đen Và máy tính đánh giá đây là nước đi thiên tài Nếu đen ham hố ăn tượng trắng Thì mã trắng có ăn tốt C7 không? Câu trả lời là không nhá Nếu mà đơn giản như thế thì đâu gọi là nước đi thiên tài Trắng sẽ nhảy mã vào F6 để thí mã. Vua đen chạy F8 thì mất hậu. Do đó tốt đen sẽ ăn mã trắng và tấn công mã trắng còn lại. Hậu trắng sẽ ăn mã đen dọa ăn tốt H7 chiếu hết. Buộc là tốt đen phải ăn tiếp mã trắng. Khi đó thì trắng sẽ đẩy tốt F6. Và không gì có thể ngăn cản được hậu trắng G7 chiếu hết. Do đó ở ván cờ thực tế thì đen không dám ăn tượng trắng mà dịch vua sang H8 Vẫn không thèm chạy tượng, trắng đẩy tốt F6 Và máy tính lại đánh giá đây là nước đi tiên tài Nếu mã đen ăn tượng trắng thì tốt trắng ăn tốt đen chiếu Vua đen chạy G8 thì hậu trắng ăn mã đen rồi ăn tiếp tốt H7 chiếu hết Do đó đen sẽ phải ăn tốt trắng khi đó trắng sẽ phi xe lên f6 kết hợp với hậu tấn công mã đen và đen cũng chỉ có thể cầm cự được thêm ba nước nữa quay trở lại với ván cờ thực tế thì trước nước thí tốt hóc hiểm này của trắng đen đi tượng g4 tấn công hậu trắng không thèm chạy hậu tốt trắng hơn tốt đen chiếu vua đen ăn lại tốt trắng trắng tiếp tục thí hậu ăn mã đen chiếu Thôi 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 ông đừng có quát nữa Nhìn ông quát nhiều tôi cũng phát mệt Và đây lại tiếp tục là một nước đi thiên tài nữa của trắng Nếu đen chạy vua thì chỉ có nước chạy về G8 hoặc H8 Mà khi đó thì hậu trắng sẽ ăn tốt H7 chiếu hết Do đó thì đen buộc phải ăn hậu trắng Trắng nhảy mạng E6 mở đường cho tượng chiếu Vua đen chỉ có hai nước là chạy G6 hoặc là H5 nếu vua đen chạy g6 thì xe trắng f6 chiếu buộc vua đen phải chạy h5 sau đó thì xe trắng h6 chiếu hết do đó đen chạy vua h5 trắng nhảy mã f4 tiếp tục truy sát vua đen vua đen cũng chỉ có hai nước là chạy h4 hoặc là h6 nếu vua đen chạy h4 thì tốt g3 chiếu hết do đó đen chạy vua h6 Trắng nhảy mã e2 mở đường cho tượng chiếu. Đen cũng chỉ có hai nước là chạy vua h5 hoặc là g6. Nếu đen chạy vua h5 thì xe trắng f5 chiếu. Vua đen chạy h4 thì tốt trắng g3 chiếu, vua đen chạy h3 rồi mã trắng f4 chiếu hết. Nếu tượng đen ăn xe trắng thì mã trắng g3 chiếu, vua đen chạy g6 thì tốt trắng ăn tượng chiếu buộc vua đen phải chạy F6 và tượng trắng G5 chiếu hết. Vua đen chạy H4 thì tượng trắng G5 chiếu. Vua đen chạy G4, tượng trắng E2 chiếu, mã F3 cản chiếu và tượng trắng ăn mã đen chiếu hết. Vua đen chạy G4 thì tượng trắng E2 chiếu. Buộc vua đen chạy về H4 rồi mã trắng ăn tượng đen chiếu hết. Quay trở lại với ván cờ thực tế Đen không chạy vua H5 Mà chạy vua G6 Mà chạy đâu thì cũng không khỏi nắng Trắng đi xe F6 Chiếu What? Thôi ui mồm đi Quạt quạt mãi nữa. Ông riêng ông đập máy đi À thì ra thanh niên này hôm trước đập máy tính bàn Giờ đầu tư hẳn laptop để đập cho sướng này Nếu vua đen không ăn xe trắng mà chạy h5 thì xe trắng h6 chiếu hết. Cho nên vua đen phải ăn xe trắng. Tượng trắng g5 chiếu, vua đen chỉ còn cách duy nhất là chạy sang g6 và mã trắng f4 chiếu hết. Ván cờ chiếu hết quá đẹp mắt của Taras. Tổng kết lại ván cờ thì Taras đã tung ra đến 4 nước đi thiên tài với hai lần thí tượng, một lần thí hậu, một lần thí xe rồi cuối cùng chiếu hết quá đẹp mắt. Quả là một kiệt tác nghệ thuật có một không hai Nếu mà không bận với công việc làm bác sĩ Thì có lẽ là ngôi vị vua cờ thứ hai đã có tên của Taras rồi Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video Xin chào và hẹn gặp lại ở những video thú vị tiếp theo Hello, xin chào các bạn trong các video trước về thiên tài thần đồng cờ vua Paul Murphy, các bạn đã biết là sau khi du đấu ở châu Âu về thì Paul Murphy được nước Mỹ chào đón như một anh hùng. Và từ đó trong các ván cờ thì ông toàn chơi chấp quân. Nhưng mà thật ra trước khi du đấu ở châu Âu thì ông đã rất hay chấp quân rồi. Trước đây thì các bạn cũng đã được chiêm ngưỡng những ván cờ như là ván cờ chấp xe của bác sĩ Taras hay là ván cờ chấp hậu của nhà vô địch Cuba trước cậu bé thần đồng 4 tuổi Cabablanca. Hôm nay thì mời các bạn đến với ván cờ chấp cả xe cả mã giữa Paul Murphy và một người bạn thuở thiếu thời của ông, Charles Mauryan. Murphy đã dạy Charles Mauryan chơi cờ và thường chấp quân. Đến khi Mauryan chơi khá và sức cờ cũng khá là mạnh rồi thì ông vẫn chấp quân. Ở đây cũng là yêu cầu mình nhận được từ bạn Lôi Thị Thắm Thiết. Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Paul Murphy được cầm quân trắng đi trước. Ông mở màn với nước tốt E4. Maurian đáp trả bằng nước tốt E6 triển khai thế trận phòng thủ Pháp. Tiếp theo trắng đi tốt F4, đen đi tốt D5 gạ đổi. Trắng không ăn tốt đen mà đẩy tiếp tốt E5 ngăn đen ngăn mã đen phát triển lên F6. Đen đành phát triển mã lên E7. Trắng phát triển mã F3, đen nhảy tiếp mã lên C6. Trắng đi tốt G4, đen đi tượng E7 chuẩn bị nhập thành. Trắng đẩy tốt D4, đen nhập thành. Trắng đẩy tiếp tốt c3 liên kết chặt chẽ các tốt và ngăn mã hoặc là tượng đen lên b4. Đen đẩy tốt f5 tấn công tốt trắng nhằm mở cột f cho xe kiểm soát. Ở đây thì trắng nên đẩy tốt g5 tránh giao chiến và phong tỏa đường chéo mà hậu và tượng đen đang kiểm soát. Nhưng ở ván cờ thực tế, trắng bắt tốt qua đường. Tượng đen liền ăn lại tốt trắng. Trắng đẩy tốt H4 Ngăn tượng đen phi vào chiếu Đen đi mã A5 Trắng đẩy tốt G5 Tấn công tượng đen Đen lùi tượng về E7 Trắng đẩy tiếp tốt H5 Dâng cao hàng tốt để tấn công về phía thành của vua đen Đen phát triển mã D7 Trắng đi tượng D3 Đen đi mã B6 Trắng đi hậu C2 Trồng quân với tượng Tạo thành súng cao su Tấn công tốt H7 ở đây thì đen nên đi xe F5 để chặn lại. Đen đang có lợi thế hơn hẳn một xe một mã cho nên trắng sẽ không dám lấy tượng để ăn xe đen. Nhưng đen lại mắc sai lầm là đẩy tốt lên H6. Chớp lên sai lầm này thì tốt trắng ăn tốt đen và mở cột G. Ở đây đen vẫn nên đi xe F6 để chặn đường xuống cao su của trắng lại. Nhưng mà đen tiếp tục phạm sai lầm là ăn lại tốt trắng Khiến cột M bị mở bị vỡ mở tung hết cả ra Tiếp theo thì trắng nên đi hậu G2 để chiếu Vua nên chạy F7 thì hậu trắng G6 chiếu hết Vua nên chạy H8 thì hậu trắng G6 rồi dọa phi vào H7 chiếu hết Đen cũng chỉ cầm cự được thêm vài nước Nước tốt nhất là đen phải thí tượng lên G5 để cản chiếu khi đó thì tốt trắng ăn tượng đen, đen có cặp tốt ở cột g và h, có hậu và xe bảo kê phía dưới, hai tượng và mã thì cũng sẵn sàng nhảy vào tấn công, lợi thế sẽ thuộc về trắng. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, trắng không đi hậu g2 mà bình xe g1 chiếu. Đen chạy vua h8 và bị nhốt chặt không nhúc nhích được. Đến đây thì trắng nên nhảy mã lên e5 chiếm lĩnh trung tâm và giả vờ nhảy vào g6 chiếu bắt xe. Đen mà chạy trước xe chẳng hạn chạy f6 thì trắng sẽ đi hậu g2 dọa phi vào g7 chiếu hết. Đen lùi tượng về f8 thì hậu trắng g8 chiếu hết. đen đi hậu ép vợ đen đi hậu f8 ngăn chặn thì trắng nhảy mã vào g6 chiếu bắt hậu buộc là xe đen phải ăn mã trắng hậu trắng ăn lại xe đen rồi phi vào h7 chiếu hết đen không thể cản phá cái nước này nước tốt nhất cho đen không phải là chạy xe mà là đi tượng f6 tấn công mã trắng mã trắng g6 chiếu thì vua đen chạy g8 Trắng không được ham hố ăn xe đen Mà phải nhảy mã về E5 chiếu mở Lặp đi lặp lại để cầu hòa Còn nếu mà mã trắng ăn xe đen Thì vua đen ăn lại mã trắng Và sẽ thoát khỏi góc bàn cờ Đen sau đó sẽ có thời gian chỉnh đốn lại đội hình Và với lợi thế hơn hẳn hai quân nhẹ Thì sẽ giành được chiến thắng Tuy nhiên ở ván cờ thực tế Trắng cũng mắc sai lầm Và đi xe G6 tấn công tốt đen Đen liền đi xe F6 bảo vệ tốt và gạ đổi Trắng đi hậu G2 chồng quân với xe trên cột mở G Nếu xe đen ăn xe trắng Thì hậu trắng ăn lại xe đen Dọa phi vào H7 chiếu hết Đen đi hậu G8 thì hậu trắng ăn tốt đen chiếu Buộc hậu đen cản chiếu hậu trắng ăn hậu đen chiếu hết Ở đây thì đen nên đi tượng H4 chiếu Mã trắng ăn tượng đen thì hậu đen ăn lại mã trắng chiếu Vua trắng chạy thì đen lùi hậu về E7 để ngăn hậu trắng H7 chiếu hết Hậu trắng ăn tốt đen chiếu thì đen chạy vua G8 Hậu trắng G6 chiếu tiếp thì đen chạy vua F8 Trắng không làm gì được đen Trở lại ván cờ thực tế Đen không ăn xe trắng mà có lựa chọn chính xác là đi hậu F8. Trắng nhảy mã H4, dồn thêm quân về phía mặt trận vua đen. Đen đi hậu F7. Trắng đẩy tốt F5, thí tốt, mở đường cho tượng tấn công tốt đen. Ở đây thì đen nên ăn tốt trắng. Tượng trắng ăn tốt đen thì xe đen E6 chiếu. Vua trắng chạy D1, tượng đen ăn mã trắng. Tượng trắng G7 chiếu thì đen chạy vua H7, kết hợp cùng xe và hậu tấn công xe trắng trắng sẽ không làm gì được đen nên cửa để nên cửa thắng cho đen là rất cao nhưng ở ván cờ thực tế thì chẳng hiểu vì lý do gì mà đen lại không dám ăn tốt trắng và đi tượng d 7 mở đường cho xe sang g 8 tượng trắng liền ăn tốt đen đen theo kế hoạch bình xe g 8 gạ đổi Trắng không đổi xe mà lùi tượng về G5 tấn công xe đen. Ở đây thì đen nên đi xe G7. Tượng trắng ăn xe đen thì hậu đen ăn lại tượng trắng. Xe trắng ăn hậu đen, xe đen ăn hậu trắng. Mã trắng ăn xe đen, tượng đen ăn xe trắng. Lợi thế sẽ thuộc về đen. Nhưng ở ván cờ thực tế thì đen lấy xe ăn xe trắng. Và đây là một sai lầm. Sai lầm này thì đã đánh mất hết lợi thế được chấp quân lúc ban đầu của đen. Còn trắng thì chớp với sai lầm này. Mã trắng ăn xe đen, chiếu. Nếu đen chạy vua H7 thì trắng đẩy tốt F6 tấn công tượng đen. Sau đó thì dọa, sau đó sẽ nhảy mã về E5, chiếu mở bắt hậu. Còn ở ván cờ thực tế, đen thí xe ăn mã trắng. Tốt trắng ăn lại xe đen và tấn công hậu đen. Đen đi hậu G7 Trắng lùi hậu về H1 chiếu Vua đen chạy G8 Trắng đẩy tốt F6 tấn công đôi hậu và tượng đen Đen chịu thua Nếu tiếp tục thì tượng đen ăn tốt trắng Hậu trắng H7 chiếu Hậu đen ăn hậu trắng Tốt trắng ăn hậu đen chiếu Vua đen chạy H8 thì tượng trắng ăn tượng đen chiếu hết Vua đen chạy F7 thì tượng trắng ăn tượng đen Vua đen ăn tượng trắng thì tốt trắng phòng cấp biến thành siêu xây ra chiếu Và trước sức mạnh tuyệt đối của siêu xây ra thì kiểu gì đen trả thua Như vậy là chấp cả xe lẫn mã mà Paul Murphy vẫn là giành chiến thắng Đúng là kinh khủng tởm thật Ok Mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn các ván cờ hay Các siêu phẩm để các bạn xem cho sướng mắt Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Xin chào và hẹn gặp lại Xin chào các bạn Cách đây không lâu thì các bạn đã được chứng kiến em bé 3 tuổi người Nga Mikhail Opsibov thể hiện sức cờ rất là ấn tượng trước nhà cựu vua cờ Anatoly Kapov Và hôm nay mời các bạn đến với ván cờ còn ấn tượng hơn Đó là ván cờ giữa vua cờ thứ ba Kaba Blanca lúc mới 4 tuổi 10 tháng Và nhà vô địch Cuba khi đó là Ramon Iglesias Ramon Iglesias với tư cách là nhà vô địch Cuba cho nên là khi đánh với cậu bé 4 tuổi thì ông đã khẳng khái chấp cậu bé một hậu. Liệu đây có phải là một sự lựa chọn khôn ngoan của ông hay không? Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Ramon Iglesias được cầm quân trắng đi trước. Ông mở màn với nước tốt E4. Capablanca Blanca đáp trả vào nước tốt E5. Tiếp theo trắng đi mã F3, đen đi mã F6. Triển khai thế trận phòng thủ Petrov. Mã trắng ăn tốt đen, mã đen ăn lại tốt trắng. Trắng đẩy tốt D4 bảo vệ mã và mở đường cho tượng phát triển. Đen đẩy tốt D6 tấn công mã trắng. Trắng lùi lại mã về E3. Đen đi tượng E7 chuẩn bị nhập thành. Trắng cũng đi tượng D3 tấn công mã đen và chuẩn bị nhập thành. Đen lùi mã về F6. Trắng chưa vội nhập thành mà đẩy tiếp tốt C4. Đen nhập thành. Trắng phát triển mã C3. Đen cũng phát triển mã C6. Trắng đẩy tốt a3, ngăn mã đen b4. Đen cũng đẩy tốt a6, ngăn mã trắng nhảy lên b5. Trắng đi tượng d2, chuẩn bị nhập thành. Đen đẩy tốt b6, mở đường cho tượng lên b7, chiếm lĩnh đường chéo lớn. Trắng nhập thành xa. Do trắng đã nhập thành xa cho nên đen đổi bài, không đưa tượng lên b7 nữa mà đưa tượng lên d7. Trắng dịch vua sang b1. Đen nhảy mã lên a5, chuẩn bị nhảy tiếp vào b3. Tượng trắng đang phải bảo vệ tốt C4 Cho nên không thể nó lùi về C2 để ngăn cản được Trắng đi xe C1 và đành chố mắt nhìn mã đen nhảy vào B3 tấn công xe trắng Trắng chạy xe C2 Với lợi thế hơn hẳn một hậu thì mã đen ăn luôn tượng trắng cũng được Cứ đổi quân dần thì càng ngày lợi thế sẽ càng lớn nhưng mà đen không thèm làm cái trò đấy Mà đẩy tốt C5 tấn công tốt trắng nhằm mở cột C để dễ dàng tấn công vua trắng. Trắng không dám đổi quân mà đẩy tốt lên D5, bịt hai cột C và D lại. Đen bình xe E8, chiếm lĩnh cột M E. Trắng đẩy tốt H4, dừng cao tốt tấn công về phía vua đen. Đen không đẩy tốt B5, tấn công lại tốt trắng phía cánh này. Trắng không ăn lại tốt đen mà đẩy tiếp tốt G4. Không rõ là đen định làm gì không rõ là trắng định làm gì khi mà đẩy tốt lên g4 và rơi luôn vào miệng của mã lẫn tượng đen. Ở đây thì tượng hoặc mã đen ăn luôn tốt trắng cũng được. Tuy nhiên đen cũng không ăn tốt trắng c4 hay là g4 mà nhảy mã lên d4 tấn công đôi cả xe lẫn mã trắng. Trắng buộc lòng phải đổi mã với đen. Tốt đen ăn lại mã trắng và tấn công mã trắng còn lại. Trắng chạy mã e4. Tốt đen ăn tốt trắng và tấn công tượng trắng. Mã trắng ăn mã đen chiếu. Tượng đen ăn lại mã trắng. Tượng trắng ăn tốt đen, tượng đen ăn tốt trắng. Trắng lùi tượng về d3 mở đường cho xe kiểm soát cột mở c và gây sức ép lên tốt h7. Đen đi tượng f3 tấn công đôi xe và tốt trắng. Trắng chạy xe lên h3 tấn công lại tượng đen. Tượng đen ăn tốt trắng. Trắng để tốt h5. Đen lùi tượng về e6 tấn công xe trắng. Trắng binh xe G3 gây sức ép về phía vua đen. Đen đẩy tốt G6. Trắng đẩy tiếp tốt F4. Đen đi tượng H4 tấn công xe trắng. Trắng lùi xe về G1. Đen dịch vua sang H8. Trắng đẩy tiếp tốt lên F5 tấn công tượng đen. Lúc này tượng và xe cùng hai tốt của trắng đang tấn công tốt G6. Buộc lòng là tượng đen ăn tốt trắng. Tượng trắng ăn lại tượng đen. Tốt đen ăn tượng trắng. Cột G được mở thông cho xe trắng kiểm soát. Trắng phi tượng vào H6, chuẩn bị phi tiếp vào G7, tung đòn cối say. Không để cho trắng thực hiện được ý đồ này thì đen bình xe G8 gạ đổi. Trắng bình xe G2, chồng quân kiểm soát cột mở G. Xe đen ăn xe trắng. Xe trắng ăn lại xe đen, tiếp tục dọa phi tượng vào G7, tung đòn cối say. Ở đây đen nên lùi tượng về F6 để cản bảo vệ ô G7 Trắng sẽ không làm được gì Nhưng mà đen chơi hẳn Hậu F6 để bảo vệ G7 Chớp lấy cơ hội này thì tượng trắng G7 chiếu Hậu đen ăn tượng trắng Xe trắng ăn lại hậu đen và Vua đen ăn lại xe trắng Sau khi đổi quân xong thì Trắng còn lại đúng vua với ba quân tốt Trắng đi vua C2 Bắt đầu tích cực vua vào trận Đen giờ không thêm sử dụng xe với tượng Mà đi vua F6 Oánh rất là quân tử Trắng đi vua D3, đen đi vua E5. Trắng đi tốt H6, đen đi tốt F4. Trắng đi vua E2, đen đi vua E4. Với hai tốt thông tiến xuống có vua bảo kê ở giữa như này thì trắng chắc chắn không thể cản phá được tốt đen phong cấp biến thành siêu xây ra. Cho nên đành chịu thua để tránh khỏi bị hành hạ. Tổng kết lại ván đấu, K3 Blanca 4 tuổi đánh với độ chính xác trên 97%, không có một nước đi sai lầm nào thật không thể tin được. Chắc giờ nhà vô địch Cuba mới nhận thấy cái sự hào phóng ban đầu của mình là một quyết định sai lầm. Nhưng mà sai lầm nào thì cũng sẽ phải trả giá thôi. Và đó là trận xua, trận thua sấp mặt trước cậu bé 4 tuổi vắt mũi chưa sạch. Mặc dù chiến thắng này là mọi người khá là kinh ngạc ở thời điểm đó, nhưng mà cũng ít ai ngờ rằng Cậu bé vắt mũi chưa sạch này lại chính là người lật đổ 27 năm thống trị của Emmanuel Lasker để lên ngôi vua cờ, vua cờ thứ ba trong lịch sử. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.